Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Cải cách để nâng cao sự hài lòng của người dân. Chương trình do Sở Nội vụ và Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại huyện Lạc Dương cùng với ông Trình Bó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương để cùng bàn và giải đáp những thắc mắc liên quan đến các thủ tục hành chính cũng như là những vấn đề mà người dân và doanh nghiệp tại địa phương này đang quan tâm. Và ngay từ bây giờ, số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02633 531404 đã mở để nhận câu hỏi của quý vị. Đồng thời trên livestream của fanpage Truyền hình Lâm Đồng, chúng tôi cũng nhận những câu hỏi tương tác của quý vị và các bạn đến những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm của địa phương Lạc Dương. Và để bắt đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những dấu ấn mà Lạc Dương đã đạt được trong năm 2023 vừa qua. Vâng, thưa ông Chinh Bó, trong năm 2022 thì Lạc Dương chúng ta xếp hạng 12 trên 12 các huyện, thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Vậy thì trong thời gian hơn một năm qua chúng ta đã làm gì để khắc phục và nâng cao hơn chỉ số cải cách hành chính của địa phương ạ? Sau khi nhận kết quả thông báo của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về xếp hạng cải cách hành chính huyện Lạc Dương, tiếp đó Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và đồng thời cũng tổ chức họp các cơ quan đơn vị chuyên môn phân công rà soát lại các tồn tại hạn chế khó khăn để khắc phục trong năm 2023. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân huyện cũng đã tổ chức rà soát và xử lý những văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với cấp trên cũng như với địa phương. Đồng thời thì Ủy ban nhân huyện cũng đã chấn chỉnh và sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật khi trước dần hiệu lực thi hành văn bản còn thiếu để làm sao phù hợp với nội dung thực hiện kiểm tra tại địa phương. Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến công cho tất cả các loại dịch vụ thanh toán trực tuyến công, và tỷ lệ này chúng tôi cũng đã đạt được, đó là 74,41%. Thì trong năm 2023, huyện Lạc Dương cũng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số hóa thủ tục hành chính. Thì đối với những kết quả này thì chúng tôi cũng đã đạt được là 77,7%. Rất tiếc trong năm 2022 vừa rồi chúng tôi không có đơn vị sự nghiệp công lập nào chúng ta tiến hành để chúng ta giảm bớt cái đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng việc này Ủy ban nhân huyện cũng đã rút kinh nghiệm và chỉ đạo cho các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đặc biệt là cái phòng giáo dục. Tuy nhiên trong năm 2023 vừa rồi thì chúng tôi đã giảm được một cái mối trường học đã chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh. Như vậy trong năm nay chúng tôi có cái cơ sở để chúng tôi triển khai và nâng cái hệ số lên về cải cách hành chính trong năm 2023 này. Vâng, thưa ông, đối với những giải pháp mà ông vừa mới chia sẻ thì theo ông đâu là những đột phá trong công tác cải cách hành chính ở huyện nhà trong năm qua? Trước cái tình hình khó khăn như vậy, Ủy ban nhân huyện vừa rồi cũng đã có cái 60 văn bản chỉ đạo cho tất cả các cơ quan đơn vị liên quan về cái cải cách thủ tục hành chính. Trong đó tập trung vào cái nhiệm vụ trọng tâm như là cải cách thủ tục hành chính, rồi công khai minh bạch, rút ngắn cái thời gian giải quyết, đẩy mạnh các dịch vụ trực tuyến công, hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số. Thì trong năm 2023 vừa rồi ấy, thì 100% hồ sơ được thực hiện ở trên mạng và 100% các cơ quan đơn vị liên quan được thực hiện chữ ký số, và 100% các xã thị trấn được cái trang bị thông tin điện tử cho các xã thị trấn để tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính cho người dân cũng như là các doanh nghiệp trên địa bàn xã. Vâng, để đạt được những cái kết quả như vậy thì theo ông những yếu tố nào là quan trọng nhất để nâng cao công tác cải cách hành chính ở địa phương ạ? Đạt được những kết quả như vậy thì tôi cho rằng là cái thứ nhất đó là phải nói đến là năng lực, cái chất lượng của nền hành chính công. Trong đó phải nói là thể chế này, tổ chức bộ máy và tổ chức đội ngũ công chức. Cái thứ hai đó là sự ủng hộ của người dân cũng như sự tin tưởng của người dân càng lớn thì việc tổ chức hoạt động bộ máy quản lý nhà nước của chúng ta ngày càng cao. Và cái thứ ba nữa đó là đặc điểm tổ chức cũng như là vận hành của hệ thống chính trị nó phải ổn định và có chiều hướng đạt kết quả rất là tốt thì mới đạt được cái chỉ số này. Vâng, và để có cái nhìn khái quát hơn về những điều mà ông Trình Bó vừa mới chia sẻ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được.
Một trong những điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính của huyện Lạc Dương là việc triển khai đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện. Theo đó, từ năm 2018, huyện đã chuyển giao thí điểm một số thủ tục hành chính cấp huyện cho bưu điện thực hiện. Sau hơn 5 năm triển khai, thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo thống kê, hiện nay 100% bưu điện trên địa bàn huyện đều thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, trung bình mỗi ngày, bưu điện huyện Lạc Dương tiếp nhận và xử lý khoảng 50 hồ sơ thủ tục hành chính. Có mặt tại bưu điện thị trấn Lạc Dương, chúng tôi gặp gỡ ông Kasa Hathomas, người dân xã Đại Sa, huyện Lạc Dương. Ông Thomas cho biết, trước đây khi muốn thực hiện một số thủ tục hành chính, ông phải đến Ủy ban Nhân dân huyện hoặc các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, từ khi bưu điện thực hiện tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính, ông chỉ cần đến bưu điện gần nhất để nộp hồ sơ và nhận kết quả. Điều này đã giúp ông tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí đi lại. Thấy làm cũng ngắn gọn, tại vì dân mà không hiểu thì nhân viên ở đây rất nhiệt tình, bổ sung những gì hồ sơ, thủ tục nào mà còn thiếu sót thì họ rất cần kề. Cùng chung cảm nhận với ông Thomas, chị Bùi Thị Thu Hồng, người dân ở Ninh Bình cho biết, chị rất hài lòng với việc bưu điện thực hiện tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Lạc Dương. Phải làm khá nhiều giấy tờ vì có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên khi đến bộ phận một cửa được đặt tại bưu điện huyện Lạc Dương, chị được hướng dẫn tận tình và nhanh gọn giúp chị tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Khi mà được đến đây, đây là lần đầu tiên chị đến đây. Thì khi đến đây thì được cái là nhân viên hướng dẫn rất là chu đáo, nhiệt tình. Và chị thấy là rất là khoa học. Chị đã từng làm các cái việc hành chính công việc này ở nước ngoài rất là nhiều. Nhưng mà chị thấy về đây thì cái vấn đề là chị rất là hài lòng ở cái chỗ là làm việc. Các cô cũng làm việc rất là chu đáo, nhiệt tình và rất là khoa học. Việc triển khai thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện là một trong những giải pháp quan trọng nhằm cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính. Kết quả đạt được của thí điểm này đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền huyện Lạc Dương, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Đối với trường hợp tất cả các thủ tục nhận đầu vào thì để đều có phiếu hẹn và theo bộ thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân tỉnh, và đối với hồ sơ đăng ký thế chấp thì gần như chi nhánh tiếp nhận hồ sơ đầu vào thì buổi sáng nhận thì buổi chiều đã trả kết quả, và buổi chiều nhận thì ngay tiếp theo của sáng ngay tiếp theo là bên em sẽ nhận kết quả, trao kết quả cho người dân, gần như giải quyết trong ngay đối với hồ sơ đăng ký giao dịch của đảng. Cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính ở huyện Lạc Dương đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Vâng, có thể thấy rõ được sự hài lòng của người dân khi làm các thủ tục hành chính tại bưu điện huyện Lạc Dương. Nhanh gọn, tận tâm là những gì mà người dân chia sẻ. Và để làm được điều này thì chúng ta đã triển khai các công việc liên quan như thế nào thưa ông Chính Phó? Từ tháng 7 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chuyển toàn bộ các hoạt động tiếp nhận giải quyết cái thủ tục hành chính liên quan về đất đai của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Dương về bưu điện huyện. Thì ngay sau khi chúng tôi chuyển về bưu điện huyện, chúng tôi đã cử hai cán bộ văn phòng quản lý đất đai trực tiếp thực hiện trên bưu điện, và đồng thời bưu điện cũng cử hai cái cán bộ trực tiếp tiếp cận và theo dõi công việc khi giao dịch với khách hàng. Thì chủ yếu cái công việc mà chúng tôi chuyển cho cái bưu điện đó là hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, rồi thu phí, lệ phí theo đúng quy định, và đặc biệt là cấp giấy tiếp nhận và hẹn kết quả cho các doanh nghiệp cũng như người dân đến giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện của chúng tôi. Vâng thưa ông, bên cạnh việc triển khai thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ dịch vụ hành chính công cho bưu điện thì huyện Lạc Dương cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính. Ông có thể cho biết những kết quả đạt được trong lĩnh vực này ạ? Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thực hiện cái nghiêm túc cái nghị định 45 của Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên tuyên truyền khuyến khích các đơn vị đó là thực hiện nghị định này trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các tổ chức và cá nhân. Trong năm 2023, chúng tôi đã thực hiện
thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt được tỷ lệ là 81%, và thanh toán trực tuyến chúng tôi cũng đạt được là 74,41%. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị cũng như các xã thị trấn là số hóa thủ tục hành chính để giải quyết theo quy định là 61%, và trong năm 2023 chúng tôi đã đạt được là 77,7%. Vâng, thưa ông, với những kết quả này thì theo ông là chúng ta đã giải quyết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã được kỳ vọng hay chưa, và những tác động của việc này đối với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện ra sao ạ? Thì qua cái việc triển khai này thì phải nói rằng là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, và doanh nghiệp và người dân rất là hài lòng, bởi vì người dân và doanh nghiệp không phải gặp từng cơ quan một, không phải gặp từng cán bộ một để mà giao dịch công việc này. Và cái thứ hai nữa, đó là nó tiết kiệm được chi phí đi lại cũng như khoảng cách thời gian đi lại, không phiền lòng cho người dân và các doanh nghiệp giao dịch cái hồ sơ. Và cái thứ ba nữa là tạo điều kiện rất là thuận lợi, người dân và doanh nghiệp chỉ cần đến một cơ quan nào đó giao nộp hồ sơ, và đến ngày hẹn hồ sơ trả kết quả, người dân và doanh nghiệp chỉ có trực tiếp đến bưu điện và nhận kết quả. Tôi cho rằng đó rất là thuận lợi và được người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ cao. Vâng, thưa ông, ngoài công tác cải cách hành chính thì huyện Lạc Dương đã lồng ghép các mục tiêu của nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như thế nào ạ? Thì đối với huyện Lạc Dương nó có 3 chương trình: chương trình nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chương trình giảm nghèo. Tất nhiên chương trình nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây là 2 chương trình rất là lớn. Để thực hiện được chương trình này thì đối với Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện là 2 chương trình này là lồng ghép với nhau. Thì xác định được cái mục tiêu là tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ thiết yếu cho việc sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thì đối với hai cái chương trình này thì trong năm qua Ủy ban nhân dân huyện đã đầu tư vào nhà ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ tạo điều kiện công an việc làm, dạy nghề, và đặc biệt đó là hỗ trợ xây dựng đường nông thôn mới. Qua những việc làm này trong những năm qua đã từng bước nâng cao đời sống của người đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu về nông thôn mới trên địa bàn huyện. Vâng, xin cảm ơn ông Chin Pó. Với những quyết tâm của chính quyền và sự ủng hộ của Lạc Dương thì hy vọng Lạc Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần vào xây dựng chính quyền thân thiện và phục vụ người dân. Và tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những ý kiến của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Dương. Thưa ông Chin Pó, được biết là trong năm 2024 này, huyện Lạc Dương đã được tỉnh phân bố đề án và nguồn lực riêng để thực hiện đề án giảm nghèo. Mục tiêu là cơ bản xóa nghèo trong năm 2024. Cụ thể thì đề án này sẽ được triển khai như thế nào ạ, thưa ông? Trong năm 2024 này, huyện Lạc Dương cũng rất là vui mừng được tỉnh phân bố riêng cái nguồn vốn này là hơn 13 tỷ đồng. Thế thì mục đích của cái nguồn vốn này cũng là xóa đói giảm nghèo cho các đối tượng nghèo, cận nghèo và đối tượng mới thoát nghèo. Chính vì vậy mà huyện Lạc Dương cũng đã chỉ đạo cho các phòng ban chuyên môn liên quan xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm. Và mục đích của nguồn vốn này chủ yếu là hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người nghèo, cận nghèo, nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo và thoát nghèo bền vững trên bàn huyện Lạc Dương. Với mục tiêu là cơ bản xóa nghèo vào năm 2024 thì Lạc Dương đã có những chỉ tiêu cụ thể và những kế hoạch hành động như thế nào để đạt được mục tiêu này? Về chỉ tiêu cụ thể của huyện Lạc Dương cho đến thời điểm này thì chúng tôi đã xác định được tỷ lệ hộ nghèo là còn 202 hộ. Trong đó, hộ nghèo viền biển 21 thì đứng đối tượng này chúng tôi đưa vào cái hỗ trợ xã hội hàng tháng. Còn số hộ còn lại hơn 180 hộ thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư vào trong năm 2024. Đó là cái mục tiêu chúng tôi. Chính vì vậy mà chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, và một kế hoạch của chúng tôi là tiếp tục là hỗ trợ về sản xuất, hỗ trợ cho việc liên kết sản xuất, đặc biệt là đảm bảo các chuỗi giá trị sản xuất và gắn với cái tiêu thụ sản phẩm. Thứ hai nữa đó là chuyển đổi nghề nghiệp, và thứ ba đó là dạy nghề và giải quyết việc làm cho người nghèo, và thứ tư đó là hỗ trợ về cái chăn nuôi. Trong những năm qua thì những cái mô hình này chúng tôi triển khai hỗ trợ
đạt cái kết quả rất là tốt. Và trong năm 2024 này, với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh như vậy thì chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các nội dung này để hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo và người mới thoát nghèo trên địa bàn huyện. Vâng ạ, những mục tiêu rất là cụ thể và trên thực tế thì người dân đang quan tâm đến đề án giảm nghèo này như thế nào. Mời ông Chín Bó cũng như là quý vị khán giả cùng nghe những ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được. Cũng vui nhưng mà không biết được, nếu mà đề án đó, mình đã nghe được một cái đề án nào của nhà nước mà hỗ trợ cho mình thì mình cũng vui. Mình mong muốn có vốn hoặc là cái điều kiện nào đó để mình vươn lên thoát nghèo. Nhưng mà hỗ trợ bằng cách nào đó thì mình chưa biết, thì cũng không nên nào mà biết trước được là mình làm cách nào để mà mình thoát nghèo hoặc là mình dùng vốn đó vào cái gì để mình thoát nghèo. Vâng, đây cũng là ý kiến được rất nhiều những hộ nghèo và hộ cận nghèo tại huyện Lạc Dương quan tâm. Mời ông Chín Bó chia sẻ cùng với bà con. Đối với những ý kiến của người dân về những cái mô hình giảm nghèo này thì chúng tôi sẽ năm nay chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Thứ nhất, hỗ trợ sản xuất. Về hỗ trợ sản xuất thì huyện sẽ tập trung hỗ trợ về giống cây trồng, hỗ trợ phân bón, hỗ trợ các máy móc trang thiết bị cho người nghèo. Cái thứ hai, hỗ trợ về chăn nuôi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ về con giống, hỗ trợ về thuốc thú y và hỗ trợ về một số thức ăn cho chăn nuôi. Thứ ba, tập trung đó là đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Và thứ tư, đó là chuyển đổi cây trồng, tập huấn cho người nghèo chọn những cây trồng nào phù hợp và có năng suất cao. Nhà nước sẽ hỗ trợ những cái cây trồng này để chuyển đổi cây trồng phù hợp với địa bàn của huyện Lạc Dương để phát triển kinh tế xã hội cho các hộ nghèo. Vâng, thưa ông, được biết là toàn huyện Lạc Dương hiện đang có 535 hộ nghèo và cận nghèo. Với mục tiêu xóa nghèo trong năm nay thì ngoài việc cấp kinh phí theo cái đề án trên, chúng ta còn có những giải pháp nào để đảm bảo mục tiêu thoát nghèo trong năm nay ạ? Thì ngoài những kinh phí của nhà nước cấp, trung ương cấp thì đối với huyện Lạc Dương chúng tôi sẽ tập trung vào nhiều giải pháp như sau. Cái thứ nhất là ưu tiên vẫn là lồng ghép các nguồn vốn của trung ương, của tỉnh hỗ trợ. Và cái thứ hai chúng tôi tập trung đó là kêu gọi xã hội hóa các doanh nghiệp, các mạnh thường quân hỗ trợ. Bởi vì việc này chúng tôi đã làm hàng năm và đã có kết quả rất là tốt. Và cái thứ ba, chúng tôi kêu gọi các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn huyện Lạc Dương, mỗi cơ quan đơn vị hỗ trợ ít nhất một hộ nghèo trên địa bàn huyện. Riêng việc này chúng tôi đã có phân công, có kế hoạch triển khai thực hiện và sẽ bắt đầu triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Ngoài những cái nguồn vốn mà có giải pháp như vậy thì đối với người dân thì họ cũng có thể vay từ ngân hàng chính sách. Bởi vì cái nguồn ủy thác của huyện từ qua ngân hàng chính sách chúng tôi đã hỗ trợ ngay từ đầu năm, và năm nay chúng tôi sẽ hỗ trợ 3 tỷ và đã hỗ trợ từ đầu năm là 2 tỷ rồi. Thì đây là những cái giải pháp, cái nguồn lực để mà người nghèo có thể tiếp cận và ủy ban huyện cũng có thể hỗ trợ giúp cho người nghèo thoát nghèo trong năm nay. Vâng, xin được chuyển sang một vấn đề mà người dân cũng đang hết sức quan tâm, đó là việc phát triển nuôi cá nước lạnh ở địa phương. Thưa ông Chín Bó, là một trong những địa phương rất có tiềm năng về nuôi cá nước lạnh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, theo tôi được biết thì chỉ còn các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này, còn các hộ dân thì hầu hết đã treo ao. Nguyên nhân vì đâu thưa ông? Như chúng ta đã biết, nuôi cá nước lạnh không phải là một vấn đề dễ. Nó cần phải có nguồn lực rất là lớn. Chính vì vậy, khi mà hộ dân mà đầu tư lĩnh vực này đều là thất bại, mà nguyên nhân chính là cái nguồn lực của người dân không đáp ứng nhu cầu được. Bởi vì nguồn giống thì cũng là nhập từ nước ngoài, thức ăn cho cá thì cũng là nhập từ nước ngoài cả. Và cái thứ hai đó là cái nguồn nước sạch cho cá này. Mà nếu mà nguồn nước sạch này mà người dân của chúng tôi không có khả năng xử lý thì không nuôi được. Mà muốn xử lý thì nguồn nước sạch thì phải có máy móc, trang thiết bị rất là lớn. Chính vì vậy mà nguồn lực của các hộ dân không đáp ứng được. Do vậy, người hộ dân chúng ta không thể triển khai được cái này. Mà hiện nay trên địa bàn huyện Lạc Dương chúng tôi chỉ còn là các doanh nghiệp có năng lực, có nguồn lực mới triển khai được cái nuôi cá nước lạnh trên địa bàn huyện Lạc Dương này. Như vậy thì chúng ta có những cái giải pháp gì để xây dựng lại cái thương hiệu cá nước lạnh ở địa phương và tạo lập cái thương hiệu cá nước lạnh Lạc Dương không thưa ông? Thế thì để tiếp tục phát triển nuôi cá nước lạnh trên địa bàn huyện Lạc Dương thì Ủy ban nhân huyện cũng đã có một số cái giải pháp. Cái thứ nhất đó là tiếp tục duy trì ổn định diện tích có sản hiện nay trên địa bàn huyện Lạc Dương, bởi vì 5 xã thì đều có cái doanh nghiệp nuôi cá nước lạnh và tạo điều kiện cho họ tiếp tục duy trì. Cái thứ hai là chúng tôi định hướng phát triển giúp hỗ trợ
phát triển nuôi cá nước lạnh này gắn với việc thu hút các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm. Và cái thứ ba là tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, về các điều kiện khác để nhân rộng mô hình nuôi cá nước lạnh trên bàn huyện Lạc Dương này, đặc biệt là theo hướng phát triển kinh tế cao, đó là liên kết chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nuôi cá nước lạnh để làm sao mà phù hợp với cái chế biến, tiêu thụ và nâng cao sản phẩm xuất khẩu cho doanh nghiệp nuôi cá nước lạnh trên bàn huyện. Vâng ạ, có thể nói là Lạc Dương cũng rất tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nuôi cá nước lạnh. Và mặc dù có sự hỗ trợ của địa phương, tuy nhiên là nhiều doanh nghiệp vẫn còn khá băn khoăn trong việc phát triển loài cá nước lạnh này. Mời ông Chính Bó và quý vị cùng nghe phản ánh của doanh nghiệp. Mục tiêu của công ty Thu Ngọc Nắng hiện nay đó là mở rộng sản xuất, thêm về sản lượng cá cũng như sản lượng trứng cá. Và chúng tôi cũng có cái tham vọng là sẽ tổ chức thêm cái du lịch trang trại. Nhưng mà nó có bị một vấn đề bị vướng, đó là hiện nay chúng tôi đang làm cái thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất phòng hộ sang đất nuôi trồng thủy sản và theo cái chỉ thị của tỉnh, nhưng mà nó đang tiến hành và cũng đang được tỉnh, ủy ban huyện cũng như ủy ban xã đang hỗ trợ giúp đỡ, nhưng mà tiến trình đó vẫn đang đi rất là chậm và chúng tôi là mong rằng là nếu như mà có thể giúp công ty được thì giúp cho cái tiến trình nó nhanh hơn để mà chúng tôi có thể sớm triển khai các cái mục tiêu phát triển của đơn vị của chúng tôi. Vâng, xin mời ông trả lời câu hỏi cho doanh nghiệp ạ. Việc khó khăn của doanh nghiệp thì huyện Lạc Dương cũng đã nắm liên quan đến vấn đề chuyển đổi đất rừng, liên quan đến vấn đề các thủ tục hành chính. Thế thì tôi xin trả lời ngắn gọn thế này thôi. Thế thì doanh nghiệp muốn chuyển đổi việc sử dụng từ đất phòng hộ sang đất trồng thủy sản thì phải phù hợp với cái quy hoạch, kế hoạch và nhu cầu sử dụng đất đó và đã được cấp giấy chứng nhận thẩm quyền từ cấp trên. Liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi đất này về phía huyện, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Lĩnh vực nào thuộc huyện thì chúng tôi sẽ tiếp tục và giải quyết cho doanh nghiệp. Còn những cái thủ tục hành chính nào liên quan đến tỉnh thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh sớm có cái thủ tục hành chính cấp phép cho các doanh nghiệp hoạt động nuôi cá nước lạnh trên địa bàn của huyện Lạc Dương. Vâng ạ. Ngoài những vấn đề mà chúng ta vừa mới chia sẻ thì về việc phát triển bền vững cá nước lạnh, địa phương có những cái kế hoạch để đào tạo kỹ thuật nào cho các hộ nông dân cũng như các doanh nghiệp mà có liên quan đến vấn đề nuôi cá nước lạnh này? Thì về phía huyện Lạc Dương của chúng tôi hiện nay á, chúng tôi cũng đã trước nhu cầu của các doanh nghiệp về cái tập huấn nâng cao cái nghiệp vụ trong việc nuôi cá này, thì ban dân huyện cũng đã chỉ đạo cho phòng nông nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch để lên kế hoạch triển khai đào tạo cái tập huấn, đặc biệt là chúng tôi đào tạo theo hình thức tay cầm tay tại hiện trường để làm sao mà các doanh nghiệp tiếp cận thực tế của việc làm cụ thể, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để chúng tôi sẽ dạy nghề, dạy chuyên sâu về các lớp chuyên về nuôi cá nước lạnh, trong đó áp dụng khoa học kỹ thuật cho các hộ sản xuất. Và trước biến động của thị trường thì đầu ra của các sản phẩm cá nước lạnh cũng là vấn đề được các doanh nghiệp cũng như người dân quan tâm. Huyện Lạc Dương có những kế hoạch xúc tiến thương mại như thế nào để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong vấn đề này ạ? Về phía huyện Lạc Dương, chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ liên kết với các doanh nghiệp khác để tìm cái thị trường đầu ra cho các doanh nghiệp. Nhưng phải nói rằng hiện nay trên địa bàn huyện Lạc Dương, các doanh nghiệp nuôi cá nước lạnh đều là thành viên của Hiệp hội nuôi cá nước lạnh của tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, việc tham gia hiệp hội này là một cái cơ hội để các doanh nghiệp Hiệp hội nuôi cá nước lạnh huyện Lạc Dương tiếp cận được cái kỹ thuật cải tiến cũng như là tiếp cận được liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với các cái doanh nghiệp này. Thưa quý vị, trong thời lượng phát sóng của chương trình, chúng tôi đã cơ bản giải đáp những vấn đề mà người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Dương đang quan tâm. Và hy vọng rằng với những việc triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, từ đó sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ máy cải cách hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Chương trình truyền hình cải cách để nâng cao sự hài lòng của người dân xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.